Hello các bạn, và chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tech Room. Và các bạn đã thấy ở tiêu đề rồi, trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà mang được những cái cử chỉ điều hướng của iPhone xịn sò, iPhone đời mới, iPhone X trở đi lên những chiếc iPhone vẫn có nút home như thế này. Và một điểm cực kỳ xịn của cái thủ thuật mình chia sẻ trong video lần này đó là các bạn không cần jailbreak, cũng như các bạn có thể làm ngay trên iOS 13.4.1 mới nhất luôn. Tuy nhiên trước khi bắt đầu thì mình phải lưu ý rất kỹ là đây không phải là một cái thủ thuật thông thường và ai cũng có thể làm được, bởi vì nó khá nhiều bước và tương đối phức tạp. Chúng ta phải sử dụng đến máy tính các thứ, nên các bạn nếu có kỹ thuật và có nhu cầu thật sự cho thủ thuật này thì các bạn nên thực hiện. Còn nếu xem xong video thấy khó quá thì chúng ta bỏ qua. Nhưng nếu bạn nào kiên trì và cố gắng thực hiện được thì thành quả chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ. Bắt đầu thôi. Để thực hiện được thủ thuật này thì các bạn phải thông qua cái LT Store. Nếu các bạn nào mà hay vòng vạch iOS thì chắc chắn phải biết cái kho ứng dụng này rồi. Ngoài ra cách cài cái này thì mình để bên dưới phần mô tả của video này bài hướng dẫn có trên Tech Room cực kỳ cụ thể và chi tiết. Đó là đường link thứ nhất. Còn mình để thêm một đường link nữa để các bạn tải được Fuzia Escape. Đây là cái ABA giúp các bạn có thể can thiệp được vào những cái file hệ thống bên trong iOS và tùy chỉnh được giao diện hệ thống của iPhone. Và lúc này thì các bạn phải kết nối điện thoại với máy tính. Và trên máy tính của bạn thì đã cài sẵn được LT Server rồi, các bạn bật lên. Sau đó các bạn vào LT Store trên máy của mình này. Các bạn bấm vào dấu cộng ở phần My App, cộng vào. Cái file Fuzia Escape lúc nãy mình tải về thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Các bạn sẽ không cần tìm gì cả, những file IPA thì nó đều nằm hết ở đây rồi. Và các bạn chọn vào. Bây giờ thì chờ cho cái phần mềm này được cài đặt trên điện thoại chúng ta thôi. Như thế này thì chúng ta đã cài được Fuzia Escape lên điện thoại của mình rồi. Sau khi không cần đến máy tính nữa thì mình chuyển qua một không gian khác cho anh em tiện theo dõi ha. Về ứng dụng Fuzia Escape đã nằm trên điện thoại của mình rồi, các bạn sẽ mở nó lên. Ok. Sẽ có quảng cáo một chút ha, anh em nhớ ủng hộ là thành viên các xem quảng cáo, giống như mình sẽ quảng cáo là Tech Room mà. Chia sẻ cho anh em nào chưa biết thì Fuzia Escape là một phần mềm giúp can thiệp vào toàn bộ những cái file hệ thống bên trong chiếc iPhone của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cái thư mục ở ngoài nhất, ngoài cùng thư mục bao trọn tất cả những thư mục khác. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào những đường link để ngay bên cạnh này, anh em sẽ tìm thấy thôi. Thư mục tên va này, tìm đến một thư mục tiếp theo có tên là container, thư mục tên share, system group. Anh em kéo xuống bên dưới tìm đến cái thư mục có tên là systemgroup.com.ab.mobilescalek gì đây, chọn vào. Chọn vào library, chọn vào cache. Okay. Chọn vào cái file có tên là com.apple gì đây, chọn vào. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào root này, cache extra, lên xuống. Tiếp tiếp bên dưới có một cái file nó tên là opeit, cuối cùng là zng. Chọn vào nó sẽ bung ra một đống file bên dưới nữa. Và anh em sẽ tìm đến cái file có tên là artwork device subtitle. Nếu mà anh em theo dõi không kịp thì anh em có thể dừng lại hoặc là bấm vào đường link đó theo dõi cụ thể hơn ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái giá trị là 570, là giá trị trên điện thoại của mình thôi. Tùy mỗi thiết bị của anh em, nó sẽ nằm ở mức là 568, 569, 570, 571, tùy mỗi thiết bị khác nhau. Từ giá trị mặc định này thì anh em sẽ sửa thành 2, 4, 3, 6. Ở phần quay lại thì chúng ta sẽ thấy một cái nút lưu, anh em chọn lưu. Tới bước này anh em quay trở lại màn hình chính vào phần cài đặt. Nếu mà các bạn đang cài đặt mật khẩu cho điện thoại của mình thì anh em tắt mật khẩu đi. Trong phần tắt ID này, mình đã tắt sẵn rồi thì mình không cần tắt nữa. Anh em đang bật thì anh em nhớ tắt và khởi động lại chiếc iPhone của mình. Ta-da! Và anh em thấy gì đặc biệt chưa? Ở đây mình đã có một cái vạch điện thoại, chả có chiếc iPhone 6S nào cái vạch nằm ở đây cả. Và mình có thể sử dụng cái vạch này để điều hướng chiếc điện thoại iPhone của mình. Mình sẽ tải một vài ứng dụng cho anh em xem ha. Ví dụ như Google Photo này vẫn có cái vạch đó, hoặc là App Store. À, vẫn có cái vạch nằm ở đây, vuốt lên để mà quay trở lại màn hình chính này, hoặc là vuốt và giữ để mở đa nhiệm. Các bạn có thể vuốt ngang để chuyển đổi sang ứng dụng trước đó. Vuốt ngang. Bình thường chúng ta có double tap vào nút home, nhưng mà với một chiếc iPhone có cái vạch ở đây thì các bạn vuốt xuống như thế này, nó cũng tuột xuống để anh em có thể điều hướng bằng một tay dễ hơn. Xịn đúng không? Không chỉ là cái thanh điều hướng này, chúng ta còn có thêm thao tác vuốt bên tay phải để vào phần Control Center và vuốt bên trái để vào notification. Và ngoài ra thì phím home này vẫn có thể dùng bình thường nha, nó vẫn chưa bị liệt. Và như vậy thì bây giờ trên chiếc iPhone 6S của mình đã có thể hoàn toàn sử dụng những cái điều hướng cử chỉ tương tự như iPhone X trở đi trên chiếc điện thoại đã 4-5 năm tuổi của mình. Đó là một điều cực kỳ tuyệt vời để chúng ta có thể trải nghiệm được những tính năng mới, vuốt chạm thoải mái và điều hướng xịn sò hơn với điện thoại tương đối cũ của mình. Rất hay đúng không?
Một lưu ý cuối cùng dành cho các bạn là sau khi thực hiện thành công cái thao tác điều hướng này rồi nhưng mà các bạn cảm thấy nó không phù hợp với mình, muốn quay trở lại giao diện cũ thì các bạn làm ngược lại các bước vừa rồi, quay trở lại ứng dụng Future Escape và chuyển đổi giá trị quay về con số cũ trên thiết bị của bạn là 568, 569 hay 570, bấm lưu và khởi động lại thiết bị. Khi đó thì chiếc iPhone của bạn lại trở lại giống như ban đầu. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Cách để mang được những thao tác điều hướng cử chỉ của iPhone X về sau lên những chiếc iPhone đời trước, những chiếc iPhone có nút Home thì là iPhone SE 2020 chẳng hạn. Và mình mong là nó hữu ích đối với các bạn, bởi vì đó là thủ thuật không cần jailbreak máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video hướng dẫn lần sau. Nhớ subscribe để xem thêm nhiều video thủ thuật Android và iOS cực kỳ hữu ích đến từ Techroom nha. Bye bye.